Hôm qua thì vòng 3 của giải vô địch quốc gia V-League đã khép lại. Sau vòng này, giải sẽ tạm nghỉ để đội tuyển quốc gia bước vào vòng loại World Cup. Nhìn lên bảng xếp hạng sau vòng 3 thì có thể nhiều cổ động viên sẽ giật mình, tưởng mình đang cầm ngược chiếc điện thoại, bởi đứng cuối bảng bây giờ là câu lạc bộ Hà Nội, còn ngôi đầu thì lại thuộc về Thép Xanh Nam Định. Và bên cạnh đó cũng không khó để tìm ra điểm nhấn của vòng 3. Đây là một vòng đấu mà các đội bóng đều đã tận dụng tốt điểm tựa sân nhà của mình. Ở vòng 3 V-League, hầu hết các đội chủ nhà đều tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành 3 điểm. Ngoại trừ câu lạc bộ Quảng Nam thất bại 0-1 trước câu lạc bộ Khánh Hòa, cả 6 đội chủ nhà khác đều giành chiến thắng. Câu lạc bộ Viettel và Đông Á Thanh Hóa đều có chiến thắng đầu tiên khi vượt qua các đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, Thép Xanh Nam Định là cái tên được nhắc tới nhiều nhất khi đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang thăng hoa để toàn thắng ở cả 3 trận đầu tiên, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Bên cạnh Thép Xanh Nam Định, BKM Bình Dương cũng là một bất ngờ thú vị ở mùa giải mới. Đội bóng mùa trước còn vật lộn với cuộc chiến trụ hạng thì nay đã có 2 chiến thắng liên tiếp sau 2 trận đã đấu để đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng sau câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đây cũng chính là đội bóng đã đánh bại Hà Nội, câu lạc bộ vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho băng ghế huấn luyện. Đấy là chủ yếu là tôi làm vấn đề nói chuyện với các cháu nhiều, làm sao để động viên cái tư tưởng. Và đương nhiên cũng có một chút về cải thiện, về tập luyện một chút về vấn đề tấn công. Sau 2 thất bại, câu lạc bộ Hà Nội hiện đang đứng cuối bảng, một vị trí khó có thể chấp nhận với đội bóng giàu truyền thống này. Rất may cho câu lạc bộ Hà Nội là sau vòng 3, đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Đó sẽ là khoảng thời gian quý giá để Á quân V-League sốc lại tinh thần và tìm ra giải pháp để trở lại với cuộc đua vô địch. Trong loạt trận diễn ra vào ngày hôm qua, trên sân nhà, câu lạc bộ Quảng Nam đã nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước câu lạc bộ Khánh Hòa. Dù thua cuộc, thế nhưng trong đội hình của câu lạc bộ Quảng Nam có một cái tên rất đáng chú ý, đó chính là Đình Bắc. Dù mới 19 tuổi thôi, thế nhưng Đình Bắc đã được huấn luyện viên Philippe Chuje tạo nhiều cơ hội để có thể ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đối với em thì những lời cảm ơn đối với các thầy, từ đội trẻ lên đội 1 thì đối với cầu thủ trẻ như bọn em thì được các thầy tạo điều kiện thi đấu thì đó là một bước tiến, và đó là những lúc mình tích lũy được trong trận đấu, được thi đấu ở giải hạng nhất hay hạng nhì hay là có thể là V-League mùa này. Đình Bắc là một cầu thủ trẻ có sự nhiệt huyết, nhưng để mà nói rằng để mà có kinh nghiệm để mà thi đấu ở V-League thì bạn ấy hoàn toàn là con số 0. Bạn ấy chỉ là nỗ lực thôi, chứ còn để mà xuất sắc trong từng pha bóng một thì hoàn toàn chưa thấy. Đình Bắc là cầu thủ phải nhìn nhận là có tiềm năng rất là lớn. Đây là còn một trong tương lai của bóng đá Việt Nam. Tôi biết Đình Bắc rất lâu, khi còn làm ở BVF, Đình Bắc đá cho các cái giải U21 rồi đá cho đội Quảng Nam ở giai hạng nhì. Tôi biết cầu thủ này, đây là cầu thủ rất là tiềm năng. Đó là lý do tại sao Philippe Chuze chọn vào trong cái đội tuyển. Cầu thủ nào của bóng đá Việt Nam cũng vậy. Mục tiêu lớn nhất thì để được thi đấu quốc gia, nên là mỗi lần em được triệu tập lên đội quốc gia thì lúc nào như là lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc và vui mừng, nên là bản thân em cần phải xem đó là động lực để phấn đấu hơn trong tương lai. Cho đến thời điểm hiện tại thì với 3 bàn thua phải nhận trong 3 vòng đấu đầu tiên của V-League 2023-2024 thì câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh chính là một trong số những đội bóng phải nhận bàn thua ít nhất của giải đấu cho tới thời điểm hiện tại, và đóng góp vào thành tích đang nằm trong top đầu trên bảng xếp hạng của câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta phải nhắc tới công của thủ môn Việt Kiều Patrick Lê Giang. Và đây là một cầu thủ rất xuất sắc và cũng đã giúp cho câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh có được thành tích tốt như thời điểm hiện tại. Ép đến từ đội chủ nhà, Robinson. Patrick Lê Giang thì cũng đã khẳng định được người tên tuổi từ mùa giải năm ngoái, và đến 3 trận đầu mùa anh ấy vẫn thể hiện được cái phẩm chất của mình. Chiều cao 1m86 cùng phản xạ nhanh nhạy và khả năng đọc tình huống tuyệt vời đã giúp thủ môn sinh ra tại Slovakia hòa nhập nhanh chóng với hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Sau khi góp công lớn giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trụ hạng mùa trước, Patrick Lê Giang tiếp tục gắn bó với thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, do câu lạc bộ chủ quản Công an Hà Nội ra hợp đồng cho mượn tới hết mùa giải mới. Tôi cho rằng là chúng tôi may mắn có Lê Giang thì đây là cái chỗ dựa rất là tốt. Nếu mà không có Lê Giang thì rất là khó khăn.
Chặng đường V-League 2023-2024 còn dài và sẽ có thêm nhiều cơ hội để thủ thành sinh năm 1992 chứng tỏ năng lực của bản thân trước khi đón nhận thêm những điều tích cực mới trong sự nghiệp của mình. Chia tay bóng đá, chúng ta sẽ cùng tiếp tục bản tin ngày hôm nay với những hình ảnh ở các môn thể thao khác. Ở môn bóng chuyền, so với vòng 1 thì vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 đang diễn ra hết sức hấp dẫn và kịch tính. Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội bóng thì một trong những điều làm nên sự hấp dẫn ở vòng đấu này đó chính là việc đây là vòng đấu sẽ xác định đâu là đội bóng phải xuống hạng. Trận đấu kịch tính hấp dẫn nhất cho tới thời điểm hiện tại có lẽ là cuộc đối đầu giữa Gele Simcoe Thái Bình và binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Dẫn trước tới 10 điểm trong set 3, nhưng Gele Simcoe Thái Bình lại để các cô gái binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước ghi liền 12 điểm để giành phần thắng. Hai đội tranh giành nhau từng điểm ở set 5, nhưng cuối cùng Gele Simcoe Thái Bình đã thể hiện tốt hơn, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Đội bóng thi đấu nhiều nhất lúc này chính là câu lạc bộ bóng chuyền Nam Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Trường đã phải thi đấu 2 ngày liên tiếp. Mặc dù để thua trước Biên Phòng trong ngày hôm qua, nhưng các chàng trai áo xanh vẫn cho thấy sự khó chịu của mình. Đồng thời, chiến thắng trước đội chủ nhà Đà Nẵng đã giúp cho câu lạc bộ Hà Nội vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và có vị trí khá an toàn trong cuộc đua trụ hạng khi mà đội bóng xếp cuối cùng là Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương tiếp tục thua và khả năng cao sẽ xuống hạng ở mùa giải năm nay. Cũng rơi vào tình trạng tương tự là các cô gái câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu được xem là chung kết nhược trước câu lạc bộ Vietinbank. Đội bóng này đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-3. Nhắc đến gậy lò xo là chúng ta ắt hẳn sẽ nghĩ ngay tới một trò chơi đang rất thịnh hành trong giới trẻ. Và trong tiểu mục cảm hứng thể thao sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thú chơi rất hấp dẫn và thú vị này. Chỉ trong vòng vài tháng, trào lưu chơi gậy lò xo đã bùng nổ trên mạng xã hội với những cuộc thách đấu, chinh phục những chiếc gậy hàng tạ. Điều này đã thu hút hàng ngàn người tham gia tập luyện. Mai Thế Dần, người đầu tiên mang trào lưu này về Việt Nam, không nghĩ rằng sức lan tỏa lại lớn đến vậy. Em không ngờ, bởi vì là khi mà em đem đến cây này lên Đắk Lắk ấy, cái hiệu ứng của nó quá bùng nổ. Mọi người đều cùng thấy cái lò xo này thực sự nó là một cái tương lai cho giới trẻ để nâng cao sức mạnh của bản thân mình lên. Khi đã trở thành thú vui thì những buổi tụ họp như thế này luôn rất sôi động. Họ tới để khoe những chiếc gậy lò xo mới tạo, thách thức thêm giới hạn bản thân hay là xem người khác chinh phục. Đây cũng là dịp tốt để các chuyên gia hướng dẫn mọi người cách làm thế nào để tập gậy một cách an toàn. Trước khi dùng nó để tập luyện thì mọi người phải đeo cái dây này vào. Nó có một cái dây ở đây, chúng ta phải đưa bàn tay vào và xoay 2 cho đến 3 vòng để cho nó chặt vào tay. Và sau đó chúng ta sẽ làm tương tự với tay bên kia. Như thế thì khi mà bẻ lò xo, kể cả em có thả tay ra này, nó không thể bật vào mặt em được. Mình 50 cân thì mình chỉ tập khoảng cây 30 cân thôi. Là sao mọi người bẻ được thật nhiều thì nó mới hiệu quả. Mà tập là sao nó vừa với sức khỏe của mình mà mình kiểm soát được cây gậy thì không bao giờ có trường hợp xảy ra bị chấn thương cả. Rất đông các bạn nhỏ cũng đam mê thú vui này như một cách để rèn luyện sức khỏe thay vì xem điện thoại, trò chơi điện tử. Tập cái này có vui không? Có. Vì sao lại vui? Vì nó tập thể dục thể thao giúp mình có nhiều sức khỏe hơn. Con phải tập một tháng mới chinh phục canh 20 này ạ. Từ một chiếc gậy bình thường đã tạo nên một trào lưu rộng khắp cả nước như một cách để tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Một chiếc gậy nhỏ nhưng lại mang tầm vóc lớn.